Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tim cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng, hỏi nói với nhau, Thiên Chúa rất nhân từ, đã làm biết bao kỳ công. Trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tim cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người, xin Chúa dẫn đưa về thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tim cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng, khóc lóc u sầu sẽ về giữa muôn lời ca. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang đời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc.
Thank you.
Lên thành anh chị em thân mến, Thiên Chúa toàn năng đã muốn cho người anh em chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người anh em này trong lòng đất để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã từ tội chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó dâng người anh em chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào Chúa bình an của Ngài, và xin cho thân xác người anh em này được sống lại trong ngày sau đó. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em chúng ta đây. Chúa đã tóc chung gia lâu lâu chết, xin lo sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin tình thương cho người anh em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trộm chứ không ngôi, xin thương đưa người anh em chúng con về trời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa đã cho người anh em chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc xiết dầu thánh. Xin thương nhầm lời người anh em chúng con vào số các thanh và những người Chúa cho. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người anh em chúng con trong tiệc mình và máu thánh Chúa. Xin thương nhận người anh em chúng con và bàn tay Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người anh em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trong cây được sống đời đời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha đây hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha cho chúng con như chúng con cũng tha cái có nợ chúng con. Xin cho đời chúng con sao chịu cám dỗ, cũng như chúng con cho mọi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, Chúa đã chúng con này, xin Chúa thương xót tôi tơ, Chúa đã qua đời và cho người đã có lòng thương yêu theo. Xin Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới tôi đức tin chân thật đã liên kết tôi tơ Chúa với cộng đoàn tín hữu. Thì trên trời lòng thương xót tôi Chúa cũng làm cho tôi tơ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhận xin tâu Chúa chúng con. Amen. Và Chúa xin cho linh hồn Phaolô và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phaolô. Cảm ơn. Tốt rồi. Nay con lên đứng đây nè. Kính thưa cha, kính thưa quý ông bà, quý cô bác, quý chú, quý dì, quý anh chị, quý thân hữu, gia đình chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới mọi người đã tới viếng tang ông nội của tôi là ông Nguyễn Văn Điệu, đã từ trần vào ngày 11 tháng 9 năm 2021, tuổi thọ 85 tuổi. Thay mặt gia đình, chúng tôi là con cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới làng xóm láng giềng, anh chị em, hàng xóm và bạn bè gần xa đã tới kính viếng, cùng cầu nguyện và tiễn đưa linh cữu
đã hoàn tất các nghi lễ lo hậu sự cho ông của tôi được diễn ra chu toàn, tang trọng. Trong lúc tan gia bối rối, không tránh xảy ra những sai sót ngoài mong muốn, gia đình chúng tôi xin nhận được sự thông cảm và lượng thứ của từ mọi người. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn. Và thời gian cầu lễ vào lúc 5 giờ ngày mai. Và xin ông bác, cô bác đến cầu lễ cho ông nội của tôi. Xin cảm ơn ạ. À.